Thưa quý vị, chiều qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa bệnh viện với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng, Hiệp hội Người Hàn Quốc tại Hải Phòng và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương. Với thông điệp đồng hành và phát triển, bốn đơn vị cam kết song hành hợp tác, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trên cơ sở lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và các điều kiện tiềm năng thế mạnh hiện có để phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển doanh nghiệp ngày càng bền vững. Trong đó, ký kết tập trung vào một số nội dung, hỗ trợ lẫn nhau kết nối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc để đáp ứng yêu cầu phát triển của các bên, phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cán bộ nhân viên, các gia đình là người Hàn Quốc đang sinh sống công tác tại Việt Nam và người Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc, hợp tác triển khai và xây dựng khu chăm sóc y tế cho cán bộ công nhân viên là người Hàn Quốc và người Việt Nam. Đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đánh giá cao Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng và các cơ sở y tế của Tổng công ty Hàng Kênh Công ty Cổ phần trong việc mở rộng hợp tác chuyên môn, tổ chức chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, nhiều tổ chức cá nhân người nước ngoài, trong đó có các chuyên gia của Hàn Quốc và cán bộ công nhân, người lao động thuộc các doanh nghiệp Hàn Quốc, trở thành cơ sở y tế tin cậy của người Hàn Quốc tại Hải Phòng. Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, các cơ sở y tế của Tổng công ty Hàng Kênh Công ty Cổ phần đã hỗ trợ đắc lực các doanh nghiệp Hàn Quốc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm phòng vaccine phòng COVID-19.